chào quý khán thính giả. Hôm nay là ngày thứ Năm, 1 tháng 3 năm 2012. Chương trình phát hình của bản tin qua trình đốn gồm có phần tin đáng chú ý, tiết mục chính trường Hoa Kỳ với bình luận gia Đại Dương và Võ Thành Nhân, và sau cùng là bản tin đặc biệt trong ngày với Võ Thành Nhân và Nguyễn Văn Khanh. Phần tin đáng chú ý được mở đầu với những tin sau đây. Chính sách kiểm soát sinh sản gây tranh cãi của ông Obama sẽ được biểu quyết trước tiên tại Thượng viện. Ông Netanyahu được kỳ vọng sẽ thúc giục ông Obama đe dọa Iran bằng hành động quân sự. Ông Obama cho biết lời xin lỗi của ông về vụ đốt kinh Koran đã làm dịu cuộc bạo động chống Mỹ tại Afghanistan. Trước hết, kính mời quý khán thính giả theo dõi bản tin Chính sách kiểm soát sinh sản gây tranh cãi của ông Obama sẽ được biểu quyết trước tiên tại Thượng viện. Các đảng viên Dân Chủ và Cộng hòa tại Thượng viện chuẩn bị cho cuộc biểu quyết đầu tiên về những gì đã trở thành cuộc tranh đấu ác liệt đối với điều khoản bắt buộc của Tổng thống Barack Obama mà các công ty bảo hiểm y tế phải trang trải cho phí tổn ngừa thai. Hôm nay, Thượng viện biểu quyết về việc có nên hủy bỏ hay không bản tu chính được gọi là lương tâm của tác giả là thượng nghị sĩ Roy Blunt, vốn là một dự luật được đưa ra để chống lại điều khoản bắt buộc đó của ông Obama. Bản tu chính này sẽ cho phép các công ty bảo hiểm được chọn không thi hành bất cứ điều khoản nào trong luật y tế của Tổng thống mà họ phản đối vì những lý do luân lý hay tôn giáo. Điều đó bao gồm việc đòi hỏi phải trang trải cho chi phí kiểm soát sinh sản. Quyết định về chính sách của ông Obama được viết lại hồi tháng rồi dưới áp lực của các giám mục công giáo và nhiều người khác. Giờ đây nó đòi hỏi các công ty bảo hiểm y tế phải trang trải việc kiểm soát sinh sản cho các nhân viên, thậm chí của các cơ sở liên hệ mà tín ngưỡng của họ xung đột với việc ngừa thai. Như là một phần của luật nguyên thủy về việc cải tổ y tế, chính sách trước đây đòi hỏi các sở làm phải cung cấp bảo hiểm y tế cho công nhân của họ để trang trải cho việc ngừa thai. Các giám mục công giáo và nhiều nhà bảo thủ nói rằng điều đó vẫn vi phạm tự do tôn giáo. Phe Cộng hòa cho rằng điều đòi hỏi của ông Obama vi phạm tự do tôn giáo bởi vì nó buộc một số tổ chức phải trang trải cho việc ngừa thai mặc dù tín ngưỡng của họ cấm chỉ việc này. Chính phủ Obama công kích bản tu chính của ông Blunt trong một bản thông cáo báo chí được phổ biến hôm qua cho rằng những người ủng hộ tổng thống cần phải đứng lên tranh đấu cho quyền phụ nữ để cho họ được tự quyết định về sức khỏe của mình. Theo các cuộc thăm dò, đa số dân chúng Hoa Kỳ ủng hộ việc dùng thuốc ngừa thai, có 61% ủng hộ điều đòi hỏi này và 31% chống lại nó. Ông Obama đề cao nỗ lực sản xuất năng lượng nội địa trong bài diễn văn nhắm vào cử tri. Tổng thống Barack Obama đã chuyển hướng cái nhìn chính trị của ông vào New Hampshire, một chiến trường tranh cử tuy nhỏ nhưng quan trọng về sách lược, là nơi ban vận động của ông hy vọng tăng cường sự ủng hộ của cử tri. Ông Obama cổ động cho nỗ lực đẩy mạnh sản xuất năng lượng nội địa trong bài diễn văn vào ngày hôm nay tại Nashua, New Hampshire. Chuyến đi này đánh dấu cuộc viếng thăm lần thứ nhì của Tổng thống tới tiểu bang trong khoảng 3 tháng qua. Phó Tổng thống Joe Biden là một người khách thường xuyên viếng thăm New Hampshire và đệ nhất phu nhân Michelle Obama đã tổ chức một cuộc họp trên điện thoại với những thiện nguyện viên của ban vận động tranh cử tại tiểu bang này vào ngày hôm qua. Mặc dù người dẫn đầu của đảng Cộng hòa là ông Mitt Romney có mối quan hệ cá nhân với New Hampshire, nhưng một cuộc thăm dò được thực hiện tại tiểu bang này hồi đầu tháng 2 cho thấy ông Obama đánh bại ông Romney khoảng 10%. Những ứng cử viên Cộng hòa khác cũng đứng sau ông Obama. Ông Obama dẫn trước dân biểu Rand Paul 8% và cả hai ông Newt Gingrich và Rick Santorum hơn 20%. Sau bài diễn văn tại New Hampshire, ông Obama dự định đi New York để tham dự 4 buổi gây quỹ. Ông Netanyahu được kỳ vọng sẽ thúc giục ông Obama đe dọa Iran bằng hành động quân sự. Thủ tướng Do Thái chuẩn bị trong tuần này cho chuyến viếng thăm Hoa Kỳ bị che phủ bởi sự rạn nứt sâu xa với Hoa Thành Đốn, vốn đang thúc giục Do Thái khoan mở bất cứ một cuộc tấn công nào chống lại chương trình hạt nhân của Iran. Mặc dù Do Thái nói rằng họ chưa quyết định có nên tấn công hay không, họ đã báo hiệu cho thấy sự sẵn sàng để làm việc đó, là một sự xúc tiến sẽ lôi kéo cả thế giới can dự sâu vào. Các viên chức cao cấp Do Thái cho biết nước này sẽ phải hành động vào khoảng mùa hè để có thể có hiệu quả. Trong khi đó, các viên chức Hoa Kỳ lo ngại rằng cuộc tấn công của Do Thái có thể làm gia tăng giá dầu và gây khó khăn thêm cho Hoa Kỳ trong cuộc đối đầu quân sự mới tại Trung Đông trong mùa bầu cử tổng thống, lại mong muốn cho các biện pháp ngoại giao và chế tài có thêm thời gian để mang lại hiệu quả. Những dị biệt này đã tạo nên mối căng thẳng trước khi ông Netanyahu đến Tòa Bạch Ốc vào thứ Hai tuần tới. Các viên chức phụ tá của nhà lãnh đạo Do Thái này sẽ không cho biết những gì ông dự định nói với Tổng thống Obama. Hôm qua, các tờ báo Do Thái loan tin rằng ông Netanyahu muốn ông Obama đưa ra lời đe dọa quân sự rõ ràng đối với Iran trong một bản tuyên bố chung được công bố sau phiên họp. Ông Obama cho biết lời xin lỗi của ông về vụ đốt kinh Koran đã làm dịu cuộc bạo động chống Mỹ tại Afghanistan. Trong một cuộc phỏng vấn trên đài ABC News, Tổng thống Barack Obama nói rằng
lời xin lỗi của ông về vụ đốt kinh Koran tại một căn cứ quân sự Mỹ đã xoa dịu bớt tình hình tại Afghanistan sau khi vụ này làm bùng phát cuộc bạo động khiến cho 4 binh sĩ Hoa Kỳ và hàng chục người Afghanistan chết hồi tuần trước. Vào ngày hôm nay, có thêm 2 binh sĩ Mỹ nữa được báo cáo là đã bị giết chết bởi một lính Afghanistan vào một cuộc nổ súng của thường dân nhắm vào họ. Đại sứ Hoa Kỳ tại Kabul là ông Ryan Crocker đã chuyển giao một bức thư của ông Obama tới Tổng thống Hamid Karzai của Afghanistan để xin lỗi về vụ đó. Mặc dù Tòa Bạch Ốc và các viên chức quân sự cao cấp Hoa Kỳ nói rằng việc đốt kinh đó là không cố ý, phiến quân Taliban đã kêu gọi người Afghanistan hãy giết các binh sĩ nước ngoài để trả thù. Vụ đốt kinh đã đưa tới 7 ngày liên tục biểu tình và bạo động, với số người chết lên tới 40. Tất cả các ứng cử viên tổng thống thuộc đảng Cộng Hòa ngoại trừ dân biểu Rand Paul đều chỉ trích tổng thống về việc ông đưa ra lời xin lỗi đó. Hôm thứ Năm tuần rồi, 2 binh sĩ Hoa Kỳ đã bị giết chết bởi một quân nhân Afghanistan nổ súng vào một căn cứ Mỹ ở tỉnh Nangarhar thuộc phía đông. Vài ngày sau đó, 2 viên cố vấn quân sự lại bị bắn chết bởi một đồng nghiệp Afghanistan tại văn phòng của họ thuộc Bộ Nội vụ ở Kabul. Ngoài ra, còn có một cuộc tấn công bằng lựu đạn vào một căn cứ ở tỉnh Kunduz và một cuộc tấn công bằng bom tự sát tại phi trường Jalalabad thuộc phía đông Afghanistan, là nơi lực lượng NATO đặt căn cứ. Ông Obama và các lãnh tụ Cộng hòa kêu gọi hưu chiến trong cuộc tranh cử đi ăn trưa với nhau. Vào ngày hôm qua, Tổng thống Barack Obama và các lãnh tụ Cộng hòa ở Quốc hội đã dẹp qua một bên những cuộc công kích nhau trong mùa bầu cử để ngồi lại làm việc trong buổi ăn trưa hiếm hoi với nhau mà Tòa Bạch Ốc xem như là một nỗ lực để tìm một căn bản chung cho việc củng cố kinh tế. Tổng thống và những đảng viên dân chủ cùng phe đã bất bình với phe Cộng hòa về cách làm thế nào đối phó với nạn thất nghiệp cao và sự thâm hụt ngân sách đáng phiền trách của chính phủ. Cả hai phía đang nêu lên những chính sách xung đột nhau để nắm được cử tri trước các cuộc bầu cử vào tháng 11. Các lãnh tụ Cộng hòa đã dùng diễn biến này để chỉ rõ những khác biệt của họ với ông Obama về chính sách năng lượng Hoa Kỳ giữa lúc có sự gia tăng nhanh chóng giá xăng dầu vốn có thể phương hại cho Tổng thống. Không bao lâu trước khi tới Tòa Bạch Ốc, lãnh tụ Cộng hòa Mitch McConnell đã đưa ra trước Viễn đàn Thượng viện để công kích chính sách năng lượng của Tổng thống trong 2 ngày liên tiếp. Bài diễn văn của ông là một phần nỗ lực phối hợp của phe Cộng hòa để khai thác sự lo âu của cử tri về việc gia tăng giá xăng. Chủ tịch Hạ viện John Boehner tuyên bố với các ký giả rằng ông đã yêu cầu ông Obama, cũng như ông đã nhiều lần làm như thế trong vài tháng qua, để chấp thuận dự án đường ống dẫn dầu chạy dài từ Canada sang Texas đang bị ngăn trở. Và sau đây, kính mời quý khán thính giả theo dõi bản thông cáo về cuộc biểu dương lực lượng trước Tòa Bạch Ốc vào ngày 5 tháng 3. Để yểm trợ tích cực cho phái đoàn đồng hương và Tòa Bạch Ốc đạo đạt nguyện vọng chính đáng của toàn dân Việt, Cộng đồng Việt Nam vùng Washington DC, Maryland và Virginia phối hợp với các cộng đồng người Việt quốc gia miền Đông Bắc Hoa Kỳ sẽ tổ chức một cuộc biểu dương lực lượng ủng hộ nhân quyền vào lúc 12 giờ trưa ngày thứ Hai 5 tháng 3 năm 2012 tại công viên Lafayette đối diện với Tòa Bạch Ốc. Vì sự giới hạn một số đồng hương sẽ không vào được bên trong Tòa Bạch Ốc, cho nên chúng ta cần tập trung tại công viên Lafayette để bày tỏ quyết tâm ủng hộ mạnh mẽ cho những điều ghi trong thỉnh nguyện thư được thực hiện đầy đủ và nhanh chóng. Sự hiện diện đông đảo của chúng ta trước Tòa Bạch Ốc sẽ biểu dương sức mạnh và ý chí kiên cường của cộng đồng người Việt trong công cuộc đấu tranh giành lại nhân quyền cho đồng bào quốc nội và đòi hỏi Cộng sản Việt Nam phải trả tự do cho tất cả những nhà bất đồng chính kiến, trong đó có nhạc sĩ Việt Khang. Riêng đồng hương cư ngụ trong vùng thủ đô Washington sẽ có xe đón tại trung tâm Medan vào lúc 10 giờ 30 sáng ngày thứ Hai. Xin quý vị tập trung đúng giờ. Đồng hương không tham dự được xin vui lòng yểm trợ tài chánh để cuộc biểu dương lực lượng được thành công mỹ mãn. Xin gửi chi phiếu về Cộng đồng Việt Nam Washington, PO Box 801 Annandale, Virginia 22003. Mọi chi tiết xin liên lạc với ông Đỗ Hồng Anh, Chủ tịch Cộng đồng, số 703-618-5157, ông Lý Văn Phước, Chủ tịch Ủy ban Phối hợp Đấu tranh vùng Đông Bắc Hoa Kỳ, số điện thoại 301-515-7327, ông Lý Hiện Tài, Chủ tịch Liên minh Dân chủ Việt Nam Thường Túy, số điện thoại 410-917-1587, và ông Tiến sĩ Tạ Cự Hải, Chủ tịch Liên hội Cựu chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa vùng Hoa Tình Đốn và Phụ Cận, số điện thoại 703-568-5914. Kính thưa quý khán thính giả, chương trình phát hình của bản tin Hoa Tình Đốn xin tạm ngưng ở đây. Xin quý vị vui lòng đừng rời máy. Bản tin Hoa Tình Đốn sẽ trở lại ngay sau phần quảng cáo thương mại.